Hello, xin chào các cô Pi, xin chào các em đáng yêu đang xem kênh của chị Bu Bu nha. Và vậy là một năm cũ đã vừa mới qua đi và năm mới thì vừa tới. Hôm nay là ngày mùng 1 của Tết năm con heo rồi đúng không nè. Bu xin thay mặt tất cả team Baby Combo Home chúc cho các phụ huynh có nhiều sức khỏe, đạt được thành công mới trong năm mới. Chị chúc các bạn năm mới sẽ học hành tấn tới nè, nghe lời ba mẹ hơn và làm được gì cũng may mắn và đạt được những điều như ý. Trong năm nay nhất định là phải học giỏi hơn, tiến bộ hơn, có nhiều bạn bè hơn. Và nhớ nha, ủng hộ kênh Baby Combo Home thật là nhiệt tình luôn. Trong năm qua, kênh Baby Combo Home của chúng ta đã đạt được những thành công nhất định và tất cả là nhờ sự ủng hộ của tất cả các bạn. Trong năm nay chị em mình hãy cùng đạt được nút vàng nha. Còn bây giờ thì chị mong là các bạn sẽ có một những ngày Tết thật là vui bên cạnh gia đình, bè bạn và nhớ đi thăm ông bà, thầy cô nhé. Bye bye. Năm mới. Yes. Lỡ là ông nội là không ạ. Dạ ông nội, không nói đi ông nội. Ui dạ, bên đây á. Rồi bà nói đi xì đi. Nói đi xì tiền mua quạt. Tiền mua quạt. Con cảm ơn bà nội chưa? Cảm ơn ông nội chưa? Ông nội. Rồi. Rồi.